Ơi, thấy trái tôi đủ chưa? Thấy rồi. Tôi đủ chín nè. À, chắc. Ủa mà quên. Nay mình đi kiếm mía cho mày kiếm tôi đủ. Về. Mày đang đựng hái. Về về. Đi. Né cái dao kìa. Ôi, ông ơi, hai đẹp quá à ông ơi. Chị Hằng, chị thấy người ta múa kiếm đúng không? Thấy ai múa dao bao giờ chưa? Thôi chị né mới được. Chị coi ơi. Chà, dạ, dạ. Không liền thì không liền. Tính ra là tôi đi ngoài trước luôn á nghe. Tại vì đâu dám mày đi kết cưng đâu. Mọi người kỳ quá, em đưa lại con dao nè. Nhường cái cưng. Mỹ hết đâu vậy nha. Đây, mình đi hết cái lối này xong rồi mình quẹo bên kia, thấy cái vườn mía rồi đó. Thấy được hé hé rồi đó. Thấy được hé hé rồi đó. Cái nhánh. Đố chị Hằng phía trước là cái gì? Thầy xài, ta hiểu nhau. Tôi hỏi chị Hằng mà ai mượn câu trả lời vậy? Nhưng mà lá hơi bị sâu. Cẩm, quen không Cẩm? Quen. Quá trời quen luôn. Quá trời quen luôn. Hình như là trên vườn mía của ai thì phải. Quá. Tới rồi. Tới rồi đây. Tới rồi. À, cô ơi. Cô đang làm gì đó? Dạ. Wow, mía này. Dạ. Cô hả? Wow, mía này ngon quá. Mía này là mía u nu uống nặng luôn. Mía này là loại mía gì cô? Cái này tôi kêu mía cô ba. Mía cô ba hả cô? Cô ba. À, cái mía này chắc là ăn được rồi hả cô? À, mía này thì ăn được rồi đó. Nay con với Ngân với chị Hằng ra nói gì Ngân? Cho con quanh tạc cái vườn mía của con. Cô vài cây nha. Rồi. Dạ rồi, cảm ơn cô. Dạ. Khoan, cô ơi, cô chỉ con có cách nào mà phân biệt được cây mía dài với cây mía non được không? Kìa. Con gì? Con kỳ nhau. Không cắn đâu. Hiền, bạn không à? Bạn thì cứ lên. Ôi bạn thì đi lên. Cây nào cao không? Còn mấy cái cây này hết hết chưa? Cây này được không cô? Từ từ nó còn sổ lá này nữa, rồi nó kia cao đi. Nè, giờ tại tôi muốn múa dao cho Hằng múa nha. Cây đó hả? Cây kia đi chị. Cây kế bên đi. Đây ha. Không, cây này. Cây này nó nhỏ nhỏ. Cây này nó nhỏ nhỏ. Cây này nó bự nè. Hả? Cây lá kìa. Qua đây hả? Dạ. Lá. Cái kia cao bự nè. Nè, bự nè. Vậy đó, chặt xuống là nó bự đó. Ôi, cây này quá trời ngon luôn nè cô ơi. Cây này nè. Vậy đây cho cái nào? Chặt cái đó đi, chị chặt hai cây luôn đi. Chưa, phải chặt chắc một cây chứ, hai cây sao chặt chung lượt được. Mình chặt sát gốc luôn hả cô? Ừ, chặt sát gốc. Sát gốc nha chị Hằng. Ừ. Là em kéo hay cho? Có cây len, ta nhổ ở dưới đất nó còn ở dưới nữa. Là mình bứng cái gốc nó lên luôn hả cô? Mình cao cũng được. Mấy này cô chồng mà cô bán hả? Chồng qua wow. Trời ơi cô ơi, mía mới cho nó giòn quá trần luôn nè. Đây em kéo lên cho. Ôi cây mía siêu to khổng lồ. Wow. Em nữa nha. Dạ một cây nữa. Đây quá trời ngon luôn rồi. Dạ cây đó đi chị. Chị Hằng ơi, bên đây cũng có một cây già mà quá ngon nữa nè. Được không? Đây em. Nè, cứ dính cái này ra nhìn chị coi. Wow. Nó giòn, nó giòn quá trời giòn luôn rồi. Đây, cây mía thứ hai. Cây mía của bộ phòng thu quá ha. Quá. Dạ. Được chưa chị? Hai cây được chưa chị? Hai cây được chưa? Được chưa? Hay là chặt? Hay là mình thêm đi, mình thêm một cây nữa được không? Thôi ba cây đi chị ơi. Làm. Cây này nè chị. Trời ơi, quá trời nó ngon luôn nè. Nè, ngăn chặt thử đi. Cho em luôn hả? Ừ. Hãy coi em đây nãy em nhớ là em múa dao phải không? Bởi gì? Ở trên tới xuống. Không? Xong rồi. Được chưa? Khoan, để em chặt cái giấy ra.
cái vỏ của nó này chị. Mía thì nó rất là giòn nhưng mà cái vỏ thì là dai nha. Rồi. Trời ơi, xây nhưng mà xây 360 độ luôn. Rồi. Rồi, kéo lên. Hay quá. Đưa tôi mượn đi. Chắc là phải dạt ra quá. Dạt để cảm giác cái đầu đi. Mình xé cái lớp này ra đi. Để xuống đi chị. Cái mía nó nặng quá chừng nặng. Mía này chắc ngọt lắm ha. Ôi, các bạn nhìn nó bên trong nè. Ngon quá. Nó mọng nước bên trong luôn á. Đây, chặt ra nha. Dạ. Cô ơi, cái phần đọt này là mình để là mình trồng lại được nữa đúng không cô? Ai, chặt ra làm hai luôn đi cảm ơn. Dạ, đừng cho mình dễ trồng á. Yeah. Rồi. Mình cắt được mà chị. Rồi vậy gói tầm đi. Nữa ta. Con thấy cái đọt ở đây nha. Thôi chị ăn gì đi chị. Dài dễ. Được chưa? Rồi, khoảng được một cây nha. Rồi. Xong rồi. Đây, ba đứa thỉnh kinh. Thỉnh kinh. Nhìn đây, cha, chờ em là tôm ngủ không? Chị Hằng là gì chị Hằng? Chị là tôm ngủ không? Tôm ngủ không, quay cái miếng cho mọi người coi đi. Không quay nào. Đây, tôi sẽ quay, nói nha. Chị Hằng nha. Trước khi thành tôm ngủ không? Người ta còn là người ta sợ dài. Gừng. Chạm. Mọi người nhờ bác sĩ ngựa nè. Nhông lọc cái nhông. Đồ ăn không có chứa được. Em thề là chỉ có một mình em mới có thể điên được giống như vậy thôi. Ai biết đâu, tự nhiên thấy mấy người thảy cái mía ra kìa. Ai biết chuyện gì đâu. Thôi đi. Chị em mình là người một nhà đó. Chắc là lâu. Giết kìa luôn. Dạ, có cẩm gì đó chị. Dạ. Giang ơi. Mía này gốc sao? Em cứ việc da không? Cứ lúc hết. Con biết gốc, con biết xứ không? Biết ăn không? Biết luôn. Rồi, cứ vậy đi. Nè thì chị nè, cái quan trọng là em xước xong rồi hồi chút xíu mọi người có dám ăn không? Dám. Đó là một chuyện phi thường. À trời ơi. Trời ơi. Bộ trường đất tài đó. Không được giỡn với cái mía. Mía cô ba. Chị có mía cô tư không? Chị nghe mía lao á. Nhiều loại nha. Mía lao hả? Anh Sâm có bị hoa lao luôn. Có cái bài hát đó chị. Cây mía lao. Gì? Mía lao gì đây? Phải có cái bài hát đó. Mía lao đúng không? Có đúng không? Mía lao. Trời ơi, có cần phải khổ sở chứ không có gì cây mía thôi mà. Trời đất ơi, đừng có mía mà cái mình ăn mít. Cứ chủng nữa ráng ăn mía không mày. Trời đất ơi, quay đây gặp ba miếng mít mà ngon ghê luôn á chị ăn. Ngon không? Đốm cho chị em làm gì? Chị đang tắm cho miếng.
Mấy đứa đang làm gì đó? Dạ, rửa má. Mấy đứa có ăn món này bao giờ chưa? Có ăn món này bao giờ chưa? Chưa. Nay gì ăn trộn? À dạ gớt. Hồi nãy em nghe Giang nói em tưởng là mía lắc không? Mà ai vậy mía? Mía lắc hả? Chị cũng chưa ăn món này bao giờ luôn. Nay về cho ăn cái món lạ nha. Gì vậy Cẩm? Lấy chút mới rửa thôi mà nó thơm quá trời thơm này. Chặt đi nha, rồi góp nó rồi dưới sàn rồi lụm lên ăn nha. Vừa Cẩm ơi. Trời đất ơi. Bạo lực quá chị. Bạo lực quá chị ơi. Chặt nát quá không có đường ăn đó. Chị... Dạ. Nghe là chị xin đi. Cục coi thèm quá. Thèm quá hả? Chết. Ủa, mấy cục dơ này sao chị? Ngọt lắm vỡ. Chặt lướt thôi mà. Trời ơi, nó ngon. Ngọt không chị? Quá ngon luôn, quá ngọt luôn. Chị có thấy có lỗi với hai đứa em không? Không. Nhưng mà chị không biết được. Ngon quá à. Tiếp ăn tiếp cho. Trời ơi. Xong rồi chị ơi. Nha, em cứ nha. Em bỏ mắt đi. Chặt, bỏ cái mắt đi ha. Ừ. Tại nãy lúc ra lúc đầu lúc ra nè rồi em bỏ mắt hết nè. Xong rồi thấy Cẩm chặt y nguyên kìa. Bỏ mắt đi. Dạ. Bỏ em ơi. Hôm nay mình sẽ làm cái món mía hấp lá dứa cho cả nhà ăn nha các bạn. Trước khi lá dứa luôn. Chị ơi, mía không nu nè, chị không nổi ăn trước kia. Nãy chị cũng không mà chị phái mía. Cái này ha, chặt ra giống vậy nè. Trong cái trời buổi trưa nó nóng quá vậy. Ướp lạnh nó đem ra, trời mát gì đâu. Ghế ra nha. Nhưng mà ăn chưa ăn miếng này phải không? Dạ chưa. Ăn một cái đi. Rồi bị ghiền rồi sao? Bị ghiền luôn. Thằng ngày nào cũng phải lên chừng mía. Mới bắt chị làm đi hoài luôn. Vậy luôn hả ngăn. Thế sao giờ? Rồi, xong. Mình sẽ cho cái nồi lên. Ủa sao? Cái này nó giống như nó tắt luôn. Còn ăn chế đó cho chị. Chế chưa? Đúng rồi. Chị hát vô. Và thơm chưa? Mía hay lá dứa. Rồi chị gì nổi. Mình hấp 30 đến 45 phút là xíu mình sẽ ăn. Hấp xong là mía nó sẽ mềm đúng không? Đúng rồi. Rồi. Mình có để gì dưới không? Bốc hơi lên là nó thơm à. Rồi mình chờ. Rồi hai đứa đi ngủ đi. Ngủ đúng 45 phút hả chị? Rồi ngủ 45 phút đi rồi xong ăn. Em là em ngủ không được rồi đó. Sao vậy? Ngồi cánh. Ngăn này nó chị ngọt sớt rồi cậu. Rồi nóng vậy? Nóng. Hay là mình để nguyên gì ăn luôn đi cho nó ngon ta? Chị để vậy sao ăn được? Chắc lên cái nóng đó chứ. Mình lấy nước thôi. Hay là múc ra chị? Múc ra đi. Múc đi, hai đứa múc đi. Tại vì còn mấy đứa nhỏ gì là được rồi đó hả chị? Thơm dữ lắm luôn á. Được rồi đó. Nó có mềm không cậu? Không rất là ngon luôn, bảo đảm nó còn cứng tại vì không nếu như mình luộc thì nó mới mềm, còn hấp thì nó vẫn còn cứng. Nhưng mà nó có cái mùi lá dứa. Cứng lại. Cái đứa có hửi được mùi thơm không? Nhưng mà lúc cảm thấy là cái này nó cũng mềm chứ. Mềm hơn lúc trước mà. Quá trời thơm. Wow. Có cái mùi giống cái mùi bánh bao nha. Thôi vẫn nhắc thèm đó. Cái này mà liên tưởng bánh bao. Nóng rồi. Trời. Cái này là cái gấp thủy lắm không ta. Có ai mong chờ món này không? Quả chị. Ngon lắm đó nha. Có chị, tại mấy đứa nhỏ nó chưa ăn nên là nó không dám mong chờ. Nó thấy lạ, nó thấy món này lạ. Sau hôm nay nó sẽ đòi làm miếng không cho coi. Tại sao không ăn sống không? Ăn sống thì quá bình thường rồi, ngày nào mình cũng ăn. Ui. Là cái món
Mía hấp lá dứa chín này các bạn ơi, mời các bạn cùng dùng chung với chị em nhà mình nha. Bye bye. Thơm quá hả? Bốc khói nhưng mà không không có nóng. Thiệt không? Thiệt. Bốc khói nhưng mà không nóng. Cái mùi nó giống như cái gì? Giống gì? Bắp luộc. Bắp luộc hả? Ủa bắp luộc có mùi lá dứa hả Giang? Không, phải. Tại vì nó nóng chị đang thổi rồi. Nó không có nóng lắm. Thơm quá. Thiệt. Đúng rồi, Giang bắp luôn chị. Dạ, Giang bắp luôn, nước bắp á. Vậy cái tự tự đây là bắp đi nha. Bắp. Bắp thì mình nhai luôn cái nhở. Cái xác. Bốc mùi mà. Mình chắc với các bạn 100% đây là bắp luôn. Y chang là y chang luôn. Nhai cái cùi bắp. Đúng rồi, y chang là cái cùi bắp luôn á. Vậy hả? Y chang luôn chị. Y xì luôn. Mày đứa ăn cùi bắp mà hút nước á. Đây sao? Nhưng mùi mà sao có mùi lá dứa được? Không, không vậy nhưng mà nấu qua nó giống mùi bắp thiệt á. Nhưng mà thay vì bắp nó mặn mặn thì cái này nó lại rất là ngọt. Nó ngọt thanh. Dễ ăn không? Dạ dễ ăn. Ngon à. Không nóng lắm. Chị đứng nhìn đi, chị ăn đi chị. Cẩm hôm nay bị gì á nha. Ngồi đàng hoàng đi cưng. Đâu 1, 2, 3 con chị cắm à. Xong rồi chị cảm nó hơn mấy mềm thưởng thôi đó. Nó không nên ăn chiều ta ăn chiều này nè, ai ăn gì trời, ăn chiều ngựa sao cắn. Em không có ăn mía, ăn chiều này nè. Biết sao không, nó theo chiều. Còn em ăn gì là ngược lại, em gạch cái gãy cái răng. Kìa nó không xe rồi kìa. Lấy kìm đi chị Giang, nhổ răng cho cắm. Sao mấy đứa, sao mấy đứa? Thao hết thao. Giờ bữa nó cắm nó chồng nó thứ rồi chị ơi. Lạ sao xin. Còn thấy dễ ăn không? Nhìn nó giống bắp. Chị Trang luôn chị. Chị Trang luôn. Mấy con thì xong hết chưa? Thôi có gục ghê gục hả bé đó. Dịch chưa? Thì xong rồi có muốn đi đâu chơi không? Đi bán bánh mì. Chị đi với thầm nói câu đó không chị? Hả? Nó thì không mà 1, 2, 1, 2 thôi đi bán bánh mì luôn. Ai mua? Bánh mì ai mua? Ấy là thi rớt nghỉ đi học với chị mẹ chắc lắm chờ cái xe bánh mì. Bánh mì ở đây có đứa nào bán giá số không? Ủa chị không có tự tin để mình làm bài kiểm tra hả? Thì bán giá số không thôi, bán nước tương, tì bán bánh bao. Em đi ăn dịch. Tôi làm thì ăn. Đi vô cửa heo. Còn mì và chai làm dịch đây. Rồi, đây nè. Còn tươi nữa bỏ sớt sao được. Tươi bỏ bao. Mà đúng rồi luôn. Không sợ lớn luôn kìa. Ủa nói thiệt là thi xong mấy con không muốn đi đâu chơi chân hả? Vậy thôi bọc quỷ nha. Chơi rồi. Con muốn không? Mình phải biết điểm số rồi mình mới đi được vậy. Thì vậy là mấy đứa phải phụ thuộc vào điểm số hả? Ủa em thấy là mấy đứa học giỏi mà ra. Không thi trường mà chơi. Nhưng mà ngày mai là chắc. Đề sở cho. Đề sở cho con. Ngày mai là gì? Ngữ văn. Ngữ văn tiếng Anh hả? Dạ không, ngữ văn. Văn học á chị. Văn học. Văn học á. Chị biết là tả cái gì không chị? Tả gì? Tả cái cây á chị. Tưởng đâu chị cẩm nhà em chứ. Trời đó mà tả em thế nào nó cũng sẽ nói là chị cẩm nhà em, mặc như heo, ngã hai đứa cơm. Thế nào nó cũng nói gì cho mà coi. Nhà nào cũng chửi em á. Chửi là muốn tốt thôi. Chửi nó không? Nói thiệt nha. Chị cho giờ mặt cảm với mặt của em thì em nói thử là giờ mặt ai đáng tin hơn chị? Có khác là mặt em à. Trời chứ em giờ mặt cắm Giang quá. Không mày chửi. Nếu mà chửi là nó đâu thể đeo gì đâu hả chị, nó đeo như xăm vậy chị. Sao kì? Ngon. Ngon. Một ngon. Tí nó cười mất hai cái răng nè. Hết giờ còn mình nữa rồi. Hết giờ đó. Vừa chiều ăn cơm xong mà có cái này ha, rồi ăn sạch miệng luôn á, sạch răng luôn. Ai mà bị sâu răng thì nên ăn mía. Ăn mía là nóng mày tốt. Hoặc là ai bị lung lia răng nên ăn mía. Đỡ tới đặng mía nhổ. Đây cố lên. Nhớ có kỳ chị nhớ bạn chị á, nó bị cái răng lung lia á, nó ăn kẹo dẻo. Ăn xong là dính cái răng vô kẹo dẻo. Ghê
ghê vậy chị, thiệt luôn hả? Cái bạn ấy lường qua lường lại, lường qua lường lại, ủa sao cái chỗ này tao trống như vậy? Thì là mắt cái răng thiệt luôn á. Ủa bên đây có gì vui vậy? Bên đây có gì vui vậy? Bên đây hả? Xét mía con báo. Chị ơi, xét mía con báo kìa, răng ai cứ gậy rụng không vậy? Thiệt á kìa. Chị ơi, gần của ai nha, kiểm cho kỹ nha. Bé Tây, gần có mắt cái nào không? Lắc mía vậy? Không có. Tại vì em ấy không còn để mắt. Hôm nay thì cả nhà rất là vui luôn. Khi ăn được cái món mía hấp lá dứa này. Nếu các cô chú thì anh chị thấy thích video nhà chị em mình làm thì nhớ like đăng ký ủng hộ mấy chị em nha. Dạ bye bye, chào các bạn. Bye bye. Lâu lâu cái chị quên.